Có một nhà hàng chay nấm hẻm ở Tân Bình được các siêu thị yêu thích mà không phải ai cũng nói cho các bạn biết đâu. Quán này cam kết không nêm bột ngọt, lại có trang trại nấm sạch riêng, không gian quán bình dị nhẹ nhàng tách biệt với lại thế giới bên ngoài. Giá bán niêm yết thì cũng phải chăng. Nhà hàng này tên là Zen House, món ăn không phải kiểu thực dưỡng, cũng không có đồ giả mặn, nhưng mà tạo cảm giác như là bữa cơm nhà và đề cao lối sống ăn uống quan tâm đến sức khỏe. Tối nay thì Phúc khai vị với lại chả giò nhân rau củ và nấm tươi được cuốn kiểu truyền thống. Mấy bạn trẻ trẻ thì có bánh tráng trộn chay nè. Nhưng mà cái món này Phúc thấy trộn hơi nhạt, cho nên thêm chút đậm đà với lại chút mặn nữa thì sẽ ngon hơn nha. Hay là cái món xiên nướng kiểu đường phố mà các bạn trẻ sẽ thích, ăn cùng xôi nhân đậu kèm salad thì cái vị đậm đà và Phúc thích nhất cái món này tối nay. Menu thì khá là nhiều món Á, Âu, Hàn, Nhật, Hoa với gần 100 món. Mà lỡ thèm pizza thì pizza nấm mối kết hợp cùng với lại rau củ sẽ là gợi ý khi mà các bạn đến Zen House nha. Trong đó thì nấm mối là một trong những loại nấm có hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất. Muốn ăn no bụng cho nên Phúc gọi một phần cơm chiên mắm ruốc Thái với phần cơm thơm ruốc lắm. Mặc dù món chay nhưng mà mình cảm giác như đang ăn đồ mặn. Tuy nhiên thì cái phần rau củ sống khá nhiều, cho nên nếu là Phúc thì chỉ nên chọn khóm không cần cà chua thì cơm sẽ ngon miệng nhất. Lẩu tôm dâm chua cay thì cả nhóm tụi mình tối nay ai cũng thấy ngon, với vị chua cay kiểu vị chua nhẹ vừa, một chút ngọt thanh, rồi ăn cùng với lại bún và khá là nhiều loại rau củ. Zen House thì nằm trong hẻm gần ngay ngã ba đường Vân Côi và Bành Vân Trân Tân Bình, là nơi phù hợp với những bữa tiệc thân mật hay là tiệc sinh nhật. Ở đây cũng là nơi tổ chức các buổi chia sẻ dạy nấu ăn chay miễn phí mà các bạn nhớ trải nghiệm nha.